chun vải và những kiểu buộc tóc chuẩn style Hàn. Chun buộc tóc bằng vải đang là món phụ kiện hot hit được hội gái đẹp xứ Hàn lăng xê cực mạnh. Và đây là 5 cách tạo kiểu tóc giúp bạn diện chúng thật sang, thật trendy mà không lo bị xến. 1. Chun buộc tóc vải và tóc đuôi ngựa thấp. Tóc đuôi ngựa thấp là một trong những kiểu tóc được các cô gái xứ Hàn áp dụng nhiều nhất khi sử dụng những chiếc chun buộc tóc bằng vải. Sự kết hợp này không chỉ tiện dụng, đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian hay kỹ năng mà còn đem lại cho chị em vẻ đẹp thanh lịch, nhã nhặn tuyệt đối, cực phù hợp với môi trường công sở. Ngoài ra, tùy thuộc vào cách chọn chun buộc tóc mà chúng ta cũng có thể biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau, nên bạn đừng lo cách tạo kiểu này không phù hợp với style ăn mặc của mình. Ví như, chun buộc tóc vải có màu sắc sáng, sử dụng vải kẻ sọc hay sở hữu kích thước lớn thường tạo được nét nữ tính, mềm mại, trong khi những chiếc chun vải phối ren, lưới có màu trầm thường thể hiện nét quyến rũ, trưởng thành. 2. Chun buộc tóc vải và tóc buộc nửa đầu. Vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính của chun buộc tóc vải cực hợp với kiểu tóc buộc nửa đầu được các cô gái Hàn Quốc ưa chuộng. Quan trọng hơn cả là thiết kế của item này cũng có thể giúp chúng ta biến hóa từ cô nàng dễ thương, dịu dàng sang sang chảnh, kiêu kỳ chỉ trong tích tắc mà không cần phải quá vất vả, chỉ cần chọn được kiểu dây chun phù hợp. Ngoài ra với bí kíp chọn dây buộc tóc bằng vải có tông màu cùng với phần trên của trang phục bạn cũng sẽ có được diện mạo hoàn hảo hơn hẳn, nên đừng quên ghi nhớ. 3. Chun buộc tóc vải và tóc búi cao. Vừa mát mẻ, trẻ trung, năng động lại cực hợp với sự sôi động và thời tiết nóng bức của mùa hè, nên công thức kết hợp chun buộc tóc vải với tóc búi cao thực sự là một trong những lựa chọn rất đáng để thử. Với cách tạo kiểu này, những chiếc chun buộc tóc có thiết kế bản lớn, màu sáng, sử dụng chất liệu mềm mại hay được điểm thêm họa tiết sẽ là gợi ý hàng đầu. Ngoài ra, tóc mái cũng được khuyến khích áp dụng vì chúng sẽ giúp bạn có được gương mặt cân đối và diện mạo xinh xắn hơn. 4. Chun buộc tóc vải và tóc búi thấp. Khác với tóc búi cao, tóc búi thấp thường có cách thực hiện đơn giản hơn và toát lên vẻ đẹp của sự sang trọng, thanh lịch. Đây cũng chính là lý do mà cách tạo kiểu với chun buộc tóc vải này sẽ cực kỳ phù hợp với chị em công sở bận rộn nhưng vẫn muốn có được diện mạo thật chỉn chu và trendy. 5. Chun buộc tóc vải và tóc đuôi ngựa cao. Muốn diện chun buộc tóc vải thật trẻ trung và duyên dáng, bạn có thể tham khảo và kết hợp nó với kiểu tóc buộc đuôi ngựa cao vô cùng quen thuộc. Công thức này không chỉ xinh xắn, sành điệu, dễ áp dụng mà còn là vị cứu tinh cho những ngày oi nóng hay nắng mưa thất thường. Đặc biệt là dù thích style dễ thương hay sang chảnh thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể biết tấu và khiến cho tóc buộc đuôi ngựa cao trở nên phù hợp với cá tính của mình. Buộc tóc với chun vải, chỉ cần áp dụng 5 cách tạo kiểu trên là xinh xắn và sang chảnh miễn bàn. Vì vậy, nếu chót mê món phụ kiện tóc này thì bạn đừng quên lưu lại cho mình vài cách biến tấu để giúp bản thân xinh tươi, trendy trong mọi hoàn cảnh. Theo Phương Nga, từ voh.com.vn, tôn shop sưu tầm và tổng hợp.